trăng sáng có anh ơi, sao ta lìa cách bởi dòng sông bạc thái màu. Lênh đênh trên sóng nước mong manh, bao đêm lạnh lẽo em chờ mong gặp bóng chàng. Các bạn thân mến, khi các bạn sở hữu trong gia đình những dòng loa JBL ở phân khúc khá phổ biến, ví dụ như những dòng JBL 4311, 4312, 4312 MK2, 4312A, 4312B, 4312C, 4312D, 4312E, vân vân, thì các bạn thấy đây là một trong dòng loa, một là kích thước của nó rất là gọn gàng, nó phù hợp với rất nhiều các không gian trong gia đình ở Việt Nam chúng ta. Và các bạn thấy đây là một trong những dòng loa cũng có mức giá khá là hợp lý tùy theo model. Thông thường giá từ khoảng 18 cho đến khoảng tầm 34-35 triệu tùy theo model. Thì các bạn thấy đây là một trong những dòng loa mà chúng ta sử dụng để nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình khá phù hợp. Và các bạn thấy những dòng loa như thế này thường thường sử dụng 3 đường tiếng với một bát 30, một mít giấy và chép thì tùy theo biến thể, có thể là chép titan hoặc có thể là chép giấy. Như các bạn thấy tiệu chung thì chúng ta hay sử dụng các phương án phối ghép mà rất nhiều người yêu thích, đó là hay sử dụng các dòng âm ly Luman cổ. Ví dụ như những dòng âm ly Luman 55A, 58A, 68A, rồi những dòng 309 trơn, 309V, 309X, đặc biệt là 309V và 309X là những dòng mà chúng ta hay sử dụng để đánh vào những dòng JB mà tôi vừa nêu tên và đánh vào những dòng JBL 100 Century. Thế các bạn thấy là kể cả những dòng âm ly đời cao bây giờ của Luman ấy, những dòng âm ly mà có đèn VU lớn bây giờ, ví dụ như những dòng 505, 507 vân vân của Luman ấy, thì các bạn thấy hãng vẫn luôn luôn tuân theo một cái triết lý, đó là tạo âm thanh trong trẻo và nhẹ nhàng, bay bổng, thanh thoát. Các bạn nhớ nếu như muốn nghe Desi Nantop thì đừng bao giờ sờ đến âm ly Luman, kể cả đắt tiền đến mấy. Nhưng nếu như các bạn là những người nghe nhạc vàng với tiếng bát vừa đủ cầm canh và nghe chủ yếu thiên về cái sự bóc tách các rẻ âm và hưởng thụ cái sự trong trẻo tinh tế, muốn nghe được tất cả tài năng của những người nghệ sĩ khi người ta hát, muốn được nghe được tất cả những cái tài năng của cái người làm hòa âm phối khí, thì các bạn phải nghe bằng những dòng Luman. Đấy, đó là cái lý do mà rất nhiều người đã sử dụng. Thế thì đối với những người chơi những dòng JBL 4312 MK2 như trước mắt, hay những người chơi dòng JBL 100 Century, thì các bạn thấy anh em hay hướng đến chọn những chiếc âm ly Luman như trước mắt, đó là Luman 309V. Thì hiện nay tôi có cả 309V và 309X. 309V có giá 28 triệu đồng, còn 309X có giá 32 triệu đồng. Các bạn thân mến, đối với những cái dòng loa JB như thế này, các bạn đánh bằng Luman ấy, thì bao giờ nó cho một cái cảm giác, đó là âm thanh nó trong trẻo, tinh tế đến mức độ rợn người đi. Đến những người chơi nhạc vàng thì chúng ta biết rồi. Nhưng tại sao những người chơi những dòng JBL 100 Century cũng thế, hay tìm những chiếc âm ly Luman 100, xin lỗi các bạn, là những dòng 309V và 309X để đánh, thì đó là những cái dòng mà nó sẽ cho thường thường giữ được cái sự trong trẻo của Luman vốn có, nhưng thêm vào đó là tiếng bass nó sẽ đầm hơn một chút so với những dòng 55A, 58A hay 68A. Thế các bạn thân mến, trước mắt các bạn là một bộ cấu hình giúp cho các bạn có thể nghe nhạc chuyên nghiệp với âm thanh rất là xuất sắc. Các bạn đã nhìn thấy âm ly Luman 309V như tôi vừa nói rồi, đây là âm ly tuyệt đẹp. Ở thời điểm hiện tại thì các bạn nhớ là kiếm được những dòng âm ly có mức giá khoảng 28 triệu đồng đẹp như thế này thì rất là hiếm. Các bạn nhớ những dòng âm ly Luman thì thường là người ta đã ngừng sản xuất những model này rồi, và bây giờ người ta hướng sang sản xuất những model này này, đó là những dòng 507 này, 505 này, đấy, 505S này, vân vân, rồi những cái dòng X này, UF này, vân vân, đấy, đó là những cái dòng rất là cao cấp. Nhưng các bạn thấy là rất nhiều người lại thích những cái dòng như thế này bởi chất âm của nó hầu như có cái gì đó nó trong trẻo và mức cái giá rất là hợp lý, chỉ 28 triệu đồng cho Jamly Luman 309V này. Ở phía trên là đầu CD, đó là CD đề nông S10 hai la mã, vừa chạy CD vừa giải mã. Chiếc đầu này cũng nặng như âm ly và giá của nó là 18 triệu đồng. Âm ly vào đầu chạy nguồn điện 100. Bây giờ các bạn hướng sang bên này này. Đấy, thì các bạn đang nhìn thấy đó chính là cặp JBL 431K2 MK2. Đây là dòng hết số ở cái phân khúc này. Đấy, 4312 MK2. Mặt xanh, bát 30, chép titan và màng của nó là ở loa chúng là màng giấy, bột giấy cao cấp. Trọng thanh rất là chuẩn xác, ấm áp. Cặp loa này thì không có cái điểm gì để chúng ta phải chê đâu. Đấy, ngoại trừ là các bạn thấy là mức giá của nó hiện nay là 27 triệu đồng nhưng rất là hợp lý. Anh em khác bán 27, 275, 28. Nhưng những cặp đẹp cáu cạnh như thế này, không tì vết như thế này thì tôi để cho các bạn giá 28 triệu đồng. Các bạn thấy ở cái thời điểm hiện tại này này, để chúng ta mua được những cái cặp loa đẹp để kết hợp với những chiếc âm ly đẹp để chúng ta nghe nhạc chuyên nghiệp trong gia đình, thì đây là một trong cái xu hướng. Nhưng mà các bạn thấy là
có nhiều người có rất nhiều tiền nhưng người ta lại cũng không mua những cái dòng siêu cấp đâu. Người ta chỉ hướng vào những cái dòng vừa vừa tiền như thế này thôi. Bởi vì nó có cái giá trị hoài niệm, tức là nó gắn với cái ký ức của tuổi thơ của mỗi người. Hai nữa là nó xem đến, đem đến cái chất âm nó phù hợp với gu nghe. Nhiều khi tôi nói các bạn rồi, đắt tiền nhưng chưa chắc đã hay, bởi vì nó không phù hợp với gu của chúng ta. Đó là lý do mà tôi vẫn nhắc các bạn khi đi mua các thiết bị nghe nhạc thì luôn luôn quan tâm đến gu của mình, tức là mình thích thế nào, mình thích như thế nào, thích cái gì. Đấy, những dòng như thế này thì các bạn nhớ là càng ngày càng ít trên thị trường. Bây giờ tôi sẽ test âm để các bạn cùng thưởng âm. Anh bỏ trường xưa, bỏ áo thư sinh, theo tiếng gọi lên đổi thay, hoặc